Thị xã Mỹ Hào, một trong những huyện thị có nền kinh tế phát triển bậc nhất của tỉnh Hưng Yên và là địa phương đi đầu trong công tác tuyên truyền, cổ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2021, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thị xã Mỹ Hào. Đây là địa điểm có bảng biển tuyên truyền cổ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhiều nhất thị xã. Tất cả đều được thiết kế vô cùng bắt mắt với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Và nếu như những bảng biển này được cho là chưa đủ lớn để người dân có thể dễ dàng trông thấy, thì đây, một bảng biển khác với kích thước khoảng 3m x 5m trên nền một chiếc biển lớn hơn. Nếu như quý vị vẫn đang loay hoay, chưa tìm ra đáp án, thì hãy nhờ các bạn nhỏ này tính hộ, vì chúng cũng đang loay hoay để tìm cách nào đó vào được bên trong Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch này. Và cũng chỉ mất vài phút đồng hồ sau, chúng ta đã có câu trả lời. Nếu đáp án với kích thước của chiếc bảng biển kia chỉ đơn giản là 3 x 5 bằng 15, thì con số đó là chưa đủ nếu đặt vào trường hợp này. Phải chăng tất cả chỉ dừng lại ở mức bảng biển? Bất chấp những quy định về phòng chống dịch, người dân nơi đây vẫn tự do tụ tập và cùng nhau chơi những môn thể thao ngoài trời mà mình thích. Không khoảng cách và khẩu trang, mà thay vào đó là kệ đi và không sao đâu.